Nhưng, ừ, Diệp Thanh Vân ta chỉ là một người bình thường, có gì đáng bài sư? Ngài chắc chứ, hay là ngài quay đầu lại trước đi? Quay đầu, ta quay một trăm lần cũng là người bình thường. Các người đều là chủ của một tông, ăn nói làm việc đều phải thận trọng. Các người đều là trưởng bối của ta, xét về tuổi tác, cùng lắm ta chỉ có thể làm sư phụ của tiểu quỷ điều này. Đồ nhi quách tiêu vân bài kiến sư phụ, cái gì lại có người đền bài sư? Diệp tiên sinh thu nhận ta làm đồ đệ sẽ trở thành sư tôn của cửu linh môn, trên dưới cửu linh môn đều nghe theo ngài. Huyền kiếm tông đồ ta, tử đồ chất nhiều hơn. Đừng tranh giành nữa, ta quyết định thu nhận tiểu quỷ này làm đệ tử. Nếu hai vị đồng ý thì có thể đến phù vân tiểu viện ăn bữa cơm bái sư. Đây thật sự là hai ông già bái sư, tiểu quỷ được lợi. Hai vị đừng tức giận nữa, nào, chúng ta hãy ăn thật vui vẻ đi. Hãy nhìn món ăn chính của ta hôm nay, lầu. Ánh sáng này là pháp bảo màu sắc. Đây là hoàng linh diệp ngàn năm khó tìm. Nấm Vĩ Vương 3000 năm, cỏ ngưng xương chỉ mọc trên vách đá Hỗn Nguyên Thanh, có thể mở rộng nội phủ. Và quỷ tàu quỷ có tác dụng tẩy gân hoán mạch, gia cố căn cốt. Đây không phải là cuộc học của cải sao? Sao còn có một đoạn mạch? Diệp Tiên Sinh thật sự mời chúng tôi ăn. Đương nhiên, ăn thêm một gắp sẽ thêm 10 năm công lực. Các người ăn nhanh như vậy không thấy cay sao? Cay, đó có phải là cảm giác lồng ngực như bị đốt cháy và sắp bùng cháy không? Xem ra đây chính là công hiệu của nồi lấu này. Chuyện gì vậy chứ? người bình thường ăn lẩu sẽ không phun ra lửa mau dập lửa đi đây là tâm hỏa tối y đang đột phá không thể dập cảm giác này là ha 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 hắn lại sao vậy tao ngộ rồi tao ngộ rồi ha 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 ăn củ cải mà đốn ngộ rồi sao sư tôn diệp công tử ta đột phá đến khai linh cảnh đại viên mãn rồi tốt rất tốt ông lại sao vậy ăn lẩu cũng mắc bệnh parkinson đó chứ diệp công tử không sao ta chỉ là Tiên sinh, ta ngộ, được rồi, biết rồi. Ông cũng ngộ rồi. Công chủ Thiên Vũ Tông, Đồng Phương Túc, Công Tôn Việt, Từ Trường Phong, sao lại đồng thời phá cảnh? Lẽ nào đều được người này chỉ điểm? Chúng tôi có thể có được cơ hội này là đều nhờ sự giúp đỡ của Diệp Công Tử. Sau này Công Tử có vị căn dặn chúng tôi tuyệt đối không chối từ. Hai, ta cũng đâu có giúp gì. Ăn uống no say rồi lại buồn ngủ, ta vào trong ngủ một chút. Các vị cứ tự nhiên hai vị lão đệ chúc mừng nhé hai vị tu vi tăng lên có được sự chỉ điểm của cao nhân khiến lão ca được mở mang tầm mắt các ngươi nhỏ tiếng một chút sư phụ đang nghỉ chưa đúng nói nhỏ thôi đợi cao nhân dạy rồi chúng tôi sẽ giới thiệu lão ca được đây là, không hay rồi, thiên vụ tông xảy ra chuyện rồi. Tông, tông chủ, tinh vân, tối nhật phượng vũ, tam tông muốn đoạt linh khoáng thiên vũ. Tập kết trăm bạn tà tu trước cửa, đại trận hộ sơn sắp bị kích phá rồi, số lượng tu sĩ của Thiên Vũ Tông không đến 10 vạn, đối phương có 100 bạn, sao có thể địch nổi, chỉ có xin cao nhân giúp đỡ thôi. Không được phép làm phiền Diệp công tử nghỉ ngơi, Từ Trường Phong, hàng vạn tính mạng Thiên Vũ Tông ta còn không quan trọng hơn giấc ngủ của hắn sao? Chỉ có trăm bạn tà tu, không cần làm phiền cao nhân, ta và tử lão đi là được rồi. Tố Y, ngươi ở lại đây, vi sư đi rồi về. Rõ, sư tôn, Thiên Vũ Tông không ổn, đám tà tu này đều là ngưng đan cảnh trung hậu kỳ, ha ha, lão đệ đừng khơi dậy trí khí của người khác, xem ta làm thế nào đánh lui địch, tử diễm liên hòa, tử lão đệ, để thấy chiêu thức của ta thế nào, cũng tạm thôi, huynh hãy nhìn chiêu này của ta. Lôi đình vạn quân, khủng khiếp quá, mau chạy đi, chút tài lẻ, hãy xem tử diễm niên hòa của ta đây. Lôi đình vạn quân, đây chính là thông thiên cảnh cao nhân từng chỉ điểm sao. Hả, sư tôn nói nhỏ thôi, Diệp công tử sắp bị ồn ào làm cho tỉnh giấc rồi. Cái gì? Các ngươi đây là, tối y, bây giờ công tử thế nào rồi? Không sao rồi, công tử lại ngủ say rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, đều tại các ngươi đánh nhau thì đánh, kêu cái gì? Có biết là vì các ngươi mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của Diệp công tử không? Chết tiệt, các người đành có động lực như vậy là vì bọn ta làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác sao? Đó là, ha ha ha, giao lòng thượng cổ, đông phương túc, hôm nay ta sẽ san bằng thiên vũ tông ngươi. Tông chủ phượng vũ, ngô Sa Sa, tông chủ tinh chi tổng quan, tông chủ tử nhật dương uy. Ha ha, sợ rồi sao? Biết điều thì giao linh khoảng ra, ta sẽ cho các người một, ổn chết đi được. Phía đó đang sửa chữa sao, ổn chết đi được. Ngủ một giấc cũng không yên, ai đang nói vậy? Vị, vị cao nhân đó ở đây, sao không hiện thân? Kẻ nào quấy rầy chủ nhân của ta nghỉ ngơi, chết. Đây, đây chính là thủ đoạn lôi đình của cao nhân sao? Không phải, chỉ là hậu quả là môn ngày ấy nghỉ ngơi mà thôi. Đây đây thật sự là, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bà nhược bị la mà thương thời. Chiếu đang ngũ ẩn dai không? Độ nhất thiết khổ ách, sắc bất dị không? Không bất dị sắc, sắc lại là không? Thế giới tươi đẹp, ta lại nóng nảy như vậy. Ta muốn quy y để cho tâm tịnh, cái quái gì vậy? Đây là... Chết sao tâm kinh, cuối cùng cũng có thể ngủ được rồi. Ngươi nói con trai ta chết rồi. Đúng, họ đã giết tông chủ tử Nhật, đã đến phủ Vân Sơn mừng công rồi. Mừng công, chán sống rồi sao? Tổ tiên tử Nhật, ta vốn là người của ngoại Long Cương Tán Đàm, dựa vào âm dương như phản trường Bảo Đinh Càn Khôn. Sư phụ, tại sao người không đi xem hội võ tam tông của tử tông chủ bọn họ, mặc dù tên tuổi của hội võ gì đó rất vang dội Nhưng có lẽ giống như một đám người già đánh thái cực quyền, có thể có gì hay ho, còn không bằng chi bằng ở nhà theo vi sư học cái này đảm bảo khắp thiên hạ người đều không có đối thủ thật sao sư phụ đây là binh khí gì đinh ba này có nguồn gốc rất sâu xa thiên bồng nguyên soái trong truyền thuyết ai ya? chém vào eo con rồi khụ cầm kiếm và thương là việc của người thô thiển vậy nên tốt nhất ta nên dạy người chơi đàn người đâu không sư phụ đồ nhi muốn học võ quay lại cho ta âm luật cũng là một loại võ công học tốt rồi còn lợi hại hơn cả đinh ba sư phụ thật sao xem ra đã đến lúc nói với người câu chuyện của đại chiến võ lâm dùng đàn thiên ma rồi. Ơ, à, sư phụ thật sự biết đánh đàn, gâu gâu, khó nghe chết đi được. Đại mau đừng đi, hoạt động đầu tiên của tông môn nhất định phải tham gia. Dáng vẻ chê bai khó nghe nhưng lại không thể không nghe của đại bao của thực là đáng yêu nhất. Đàn bậy bạ, con trai ta chết dưới tay kẻ hèn hạ này sao, vô lý. Ta sẽ san bằng cả phù vân sơn này. Từ lâu đã nghe nói từ kim đỉnh luyện sơn luyện hải luyện vạn vật, là thần khí thượng cổ, hôm nay còn lo không thể báo thù sao. Được, chuyện này nói đến thiên ma cầm tái xuất giang hồ lục đại môn phải mang quỷ thai muốn chiếm lấy làng của riêng hoàng tuyết mai khổ luyện thiên lòng bắt âm hóa thân vi lục chi cầm ma muốn tìm lục đại môn phải báo thủ đoạn đàn diệt môn nhãi dành sắp chết rồi ha 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 chỉ đưa cho cô ta một sợi dây đàn đánh gục vô số cao thủ chính phái chuyện xấu của lão tổ chính phải đó bị lộ thẹn quá hóa giận có thể diệt được từ kim đình của thực có chút bản lĩnh một trăm năm trước của thực có thể đấu với ta nhưng bây giờ chắc chắn sẽ chết chỉ thấy sau tiếng vọng đó là sao vậy mặc kệ chắc là ăn nói lung tung chỉ thấy lão tổ đó ám hạ hắc thủ lục chỉ cầm ma dự đoán phản kích bước nhanh né tránh người là ai ta tung hoành thiên hạ lão tổ của tử nhật tông tiểu tử nộp mạng đi lục chỉ cầm ma lấy đàn làm võ khiến thiên long bát âm phát huy đến cực hạn hắn đột phá ba lần lão tổ bị đánh mạnh đến mức không thể chống cự nhưng vẫn dãy dụa đến chết công lực lợi hại quá lúc trì cầm ma hoàn toàn đánh bại lão tổ ngụy thiên lão tổ nhận thua câu chuyện này thế nào lão tổ tông môn tu luyện vài trăm năm đàn một khúc đã bị đánh bại rồi sao đỉnh quá sư phụ là người lợi hại nhất mà đồ nhi từng gặp tiểu tử ngươi thật biết ăn nói vừa rồi trong viện bùng ra uy năng thông thiên cảnh nhất định là lão tổ tử nhật đã thành công ha 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 đúng vậy chúng ta báo được đại thù diệp thanh vân đã hạ người biết ta ư cái gì lão tổ đang quỳ hẳn đến khi nào vậy là khi sư phụ đánh đàn tự xưng là lão tổ tử nhật các ngươi cùng một phe với hắn sao? Không quen, ta, ta chỉ đi ngang qua thôi. Không, không quen, ta bị tiếng đàn thú hút đến đây. Hai vị thích đàn của ta sao? Chi âm khó tìm, ta đàn cho hai vị một khúc. Hạ các ngươi, sư phụ, họ thích quỳ để nghe. Đúng đúng, thích quỳ để nghe. Sở thích của người dị giới cũng thật kỳ lạ. Khó nghe quá, lẽ nào đang muốn dày vào chúng ta? Cuộc sống của ta sắp kết thúc rồi. Ôi, không có nghe nữa. Nếu lần nào cũng khó nghe, đại mao sẽ thật sự tức giận. Tệ không, môn đồ vân tự thành quốc, đây chính là nơi xuất hiện thánh quang, thánh tử nhất định ở đây. Chuyện nhanh hồi thánh tử chư quân phải hết sức cẩn thận, rõ, thánh quang như vậy, nhất định thánh tử ở bên trong, tứ cảnh thánh tử, đương quy tứ cảnh, tứ cảnh thánh tử, dương cứu thiên hạ. Xin thánh tử giải cứu thiên hạ, thánh tử gì, các ngươi tìm sư phụ ta sao? Sư phụ ta không ở đây, xuống núi mua rau rồi. Mua rau? Đại vương bảo ta đi mua rau, mua chút củ cải và rau cải ngọt. A, à, thật náo nhiệt chạy nhanh như vậy đi đầu thai à dọi đại mao nhà ta rồi so với đầu thai còn gấp huynh đài ế bọn họ đây là xem bói sở hán đường nhị trưởng môn thiên sách môn án triệu trưởng môn thiên sách môn người tỏa trấn là thiên sách môn đoạn duyên chắc mạnh rất chính xác không biết có bao nhiêu người tìm ông ấy để xem vận mệnh ngay thường một quẻ vạn lượng hôm nay miễn phí có thể không vội được sao huynh đài cậu đây là vác chó chạy còn nhanh hơn không chiếm tiện nghi đồ khốn đi thôi người tiếp theo đại mao đến lượt chúng ta rồi có thể sinh con nó có thể sinh con rồi thầy bói này đỉnh như vậy ư lợn được cũng có thể đẻ cậu tính không được đi đi người tiếp theo còn có cậu cậu đều đi đi các cậu cũng tính không được lợn cũng có thể tính chúng tôi sao không tính được cậu các cậu với nó không giống nhau nói ai không bằng lợn xếp hàng lâu như vậy nói không tính là không tính lao đâu ông nói thử đi thí chủ không có tu vi cũng không phải người thành công tính cũng như không hư ông còn công kích cá nhân thí chủ đừng buồn Bần đạo có lý do, nửa tháng trước bần đạo ngộ đạo nhập mộng, nhìn thấy một hạo kiếp của nhân gian, khi tôi tưởng mặc thế sắp tới, đột nhiên xuất hiện một vị thánh nhân giải cứu thương sinh. Vị thánh nhân đó chắc chắn có thể chữa khỏi mắt cho tôi. Quái tượng nói hôm nay có thánh nhân đi qua nơi này nên mới có vụ xem quẻ miễn phí. Mấy người phàm không gia nhập đạo môn, các người sao dám nói bản thân có đại tạo hóa. Mệnh do tôi, không do trời. Tôi tương lai tạo hóa thế nào cũng không do ông nói mà được. Hay cho câu mệnh do mình không cho trời. Được, lão phu hôm nay sẽ xem cho cậu một quẻ. Mời, có rồi, đây là viết cái gì vậy? Mông chó không thông năm gà qua năm chó để năm chó qua năm lợn đến suy ra qua một năm là một năm ha 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 lời lẽ thô tục như vậy xem ra trước đây tôi đánh giá cao cậu rồi đây thế nào tính ra không tôi tôi cái gì mà tôi ông chỉ sợ một cái tính không ra lại sờ thêm mấy cái không không á à, ha 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 ông ta tự dừng khóc lại cười không liên quan gì tới tôi lẽ nào đây là tiên nhân cổ đại nhảy lão đâu ông tỉnh lại khinh thường cường giả, chết. Hự hự, hắn là thánh nhân, hắn chính là thánh nhân. Tám anh ngụ tài xuất hiện rồi, nhìn trộm thánh nhân của nhiên khó thoát khỏi cái chết. Xem ra là làm nghề nào cũng phải có tín ngưỡng, thật lừa đảo này ảo diệu quá rồi đấy. Được rồi, ta cũng không hỏi ông kết quả nữa. Đây coi như tiền ta xem kịch thưởng cho ông vậy. Quẻ tiềm long tại giã vô lương ư, sau này đừng làm mấy trò lừa người nữa. Sư huynh, huynh cảm thấy thế nào rồi? Ta, ta hiểu rồi, ở trước mặt thánh nhân, chút trò vận này chẳng khác gì những trò lừa người ư, vô đạo vô cùng không thể dò xét. Không bòi nữa, sau này ta sẽ không bòi toán lừa người khác nữa. Biết sai có thể sửa là quý nhất, đúng không? Đại đạo chí giảng, vô dục tức cương. Hóa ra là vậy, ta hiểu rồi. Công tử dừng bước, công tử xin dừng bước. Hai sư huynh đệ ta muốn bái ngài. Dừng lại, đừng làm trò này, ta không thu đồ đệ lớn tuổi, đừng hỏi tại sao vậy xin hỏi công tử có thể chữa mắt cho ta không? ta nào biết chữa mắt chứ. ơ, ờ, bệnh này của ngươi có lẽ là bệnh đục thủy tinh thể ở người già. bổ sung nhiều vitamin C là được. di cơ, chào loạn á. đây chẳng phải là càn thiên hóa linh của sao? sao? sao mình lại có thể nhìn thấy rồi? của nhiên thánh nhân đã chữa khỏi mắt cho ta rồi. ta không mù nữa. vitamin C của nhiên rất thần kỳ. mẫu thân, ngày xưa người đáng ra nên bóp chết con. bóp chết một người có thể chất tai họa như con, còn hơn là để trên dưới cả Tống gia bị con khắc chết. Sư Tôn, con biết là người muốn tìm một đỉnh lâu cho sư huynh, không muốn mạng con, nhưng lại bị con hại rơi vào kết cục thê thảm này, là con đáng chết mẫu thân. Giờ con sẽ đi theo người đây. Ông trời ơi, tại sao ta vừa mới sinh ra đã bị vẫn xui bám lấy, ngay cả muốn chết cũng không thể, tại sao chứ? Đại chất nữ, được cứu rồi được cứu rồi, thể chất tai họa của con được cứu rồi. Hạt tử thúc, thúc cứ kệ con đi, hiện giờ con ở đâu, tai họa sẽ theo đến đó, đến chết cũng sẽ không ngừng lại. Hạt tử thúc, thúc tiếp xúc với con thì sẽ có tai họa đổ máu đấy thúc không cần mạng nữa à ta đã tìm được vị thánh nhân trong mộng đó rồi thánh nhân đã chữa khỏi mất cho ta hiện giờ nhị sư đệ đang đi theo bên người thánh nhân đi giờ chúng ta đi cầu cứu thánh nhân quán mì liễu ra bà chủ mì của ta vẫn chưa xong ư con không mang lên đại mau ăn xong đến bữa thứ ba rồi đây này có ngay có ngay ta mang lên ngay đây tử nhật không thể báo thù cho con là vì hắn ta ngủ ngốc lỗ mãng bỏ thiên hạ kỳ độc do độc thối luyện vào trong mì chỉ dính một chút thôi là sẽ chết nhất định có thể độc chết Diệp Thanh Vân, báo thù rửa hận cho Giao Nhi, để khách quan phải chờ lâu rồi. À, đây chính là mì của dị thế giới sao, nhưng sao lại có màu tín thế, đặc sản địa phương đó mà, ăn đi, ăn là sẽ chết, ha ha ha. Đại Mao, nhìn xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa, mau xin lỗi lão bản nương, tiểu cầu có thể sai gì chứ, ta ra hầm một nồi là được, con chó đáng chết, lãng phí một nửa số bào thai có độc của lão nương. Không sao, thành tinh ngàn năm, trong cơ thể lão nương còn tích lũy một nửa dao độc. Thánh nhân chính là thánh nhân, đền quán ăn mì cũng bất phàm, thuốc mù đó là dao sao, thứ đang tụ lại kia là gì vậy, cái gì, không hay rồi, nói không chừng cô ta muốn làm hại thánh nhân. Thánh nhân, không được ăn mì này, thuốc mù cẩn thận, thuốc mù, thứ gì vừa bay qua vậy, cái gì cũng không có. Hình như bên ngoài rất náo nhiệt, xảy ra chuyện gì vậy ngày ăn mì trước đi không ăn sẽ hết độc đó hết độc gì cơ hết hết độc chính là nguội đó tôi rồi thuốc mù bị mình khắc chết rồi ta không sao mặc kệ ta mau đi cứu thánh nhân vâng hết độc là nguội rồi thú vị đừng ăn trong mì này có ăn 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 mì mì này này a à, đây là biểu diễn tạp kỹ của quán mì các ngươi sao ấy sao mì lại bị đổ rồi đúng là xui xẻo không sao đâu ta nấu thêm một bát để khách quán ăn không cần thả nhân viên tạp kỹ của các ngươi xuống sao? Không cần, đáng ghét đáng ghét, lại lãng phí dao độc rồi. Một giọt dao độc cũng không thừa trong cơ thể mình, lần này phải độc chết diệt thanh vân. Khách quan, làm xong mì rồi, sao ngươi lại biến thành như vậy? Phòng bếp quá nóng, làm trôi lớp trang điểm của nô ra rồi. Lớp trang điểm của ngươi dày thật đấy. Nữ hai tử vẫn là cần đẹp tự nhiên. Người chết là lớn nhất, người nói gì cũng đúng. Cái gì lớn? Ngon quá, thêm bát nữa. Hắn không chết, hắn không sao. Sao lại như vậy? chẳng lẽ độc dược mất tác dụng rồi? Ê ối, má ơi, quỷ, đã bảo bớt trang điểm đi, son phấn ở đây có chứa chỉ nên rất dễ bị trúng độc. Nhìn xấu hơn rồi, ta, si có thể chết, không thể chịu nhục. Diệp Thanh Vân, nộp mạng đi, đừng nghĩ nữa, bán mì kiếm thêm tiền mua gương rồi đi gặp đại phu chỉnh dung đi. Nó, đây, mình, mình làm sao, mình lợi hại như vậy à, giết chết giao long mà không tự biết, đây là thực lực khủng bố cỡ nào vậy ách họa chi thể của ta được áp chế rồi đa tạo thánh nhân giải trừ ách họa chi thể của ta thánh nhân pháp lực vô biên tiểu nhân chủ nhân nhà ta thể luyện phản nhân chư vị đựng vạch trần thân phận của ngài ấy nếu không vâng vâng bọn ta đã hiểu không đúng sao lão bản nương lại đột nhiên biến thành yêu quái rồi có lẽ là tử long dao đỏ hóa thành bộ dáng của lão bản nương tác quái tác quái ở đây trời có mắt dáng thiên khuyển xuống Ý của ông là không phải ta thể hiện thần thông ư. Trước đó ông còn nói ta có đại tạo hóa mà. Đây, đó không phải là vị tiểu nhân là kẻ lừa đảo sao. Ta không tin, ta anh Tuấn như này, nhất định có lai lịch siêu phàm thoát tục. Đại mau phụ thể, ổn chết mất, chưa từng thấy hai tỷ muội đánh nhau sao. Muội muội ta có bệnh xà tinh, bọn ta thường đánh như vậy. Bệnh xà tinh, người dị giới vẫn che như vậy, từ lòng mà cũng biết làm khách quan kinh sợ là điều tiệm không phải chút tiền này coi như là tiểu tiện bồi lễ he he đâu cần phải thế thúc mù công tử chưa khỏi ác họa chi thể của cháu rồi cháu từng hứa ai giải trừ ách họa chi thể cho cháu thì sẽ gả cho người đấy đại ân của diệp công tử như nhi nguyên lấy thân báo đáp hất xì, cái gì lại lấy thân báo đáp đừng mà cuối cùng đã được cô ta rồi đi tiếp tục liều mạng thí chủ xin hỏi ngài gặp qua thánh tử của giáo ta không bộ dáng quỷ này ai mà nhận ra được chưa từng gặp Tiểu sư phụ vẫn nên hỏi người khác đi. Tiểu tăng tuệ không, đa tạ thí chủ, ngại chết mất. May mà không phải đầu đệ mình vẽ xấu viết xấu, mất mặt thật. Tiểu tăng còn muốn hỏi, nhỡ đồ đệ mình còn không bằng người ta thì sao? Có rồi, tiểu văn à, đừng nói sư phụ không thương con nha. Ấy, đây là cái gì? Tự thiên sử địa nhân dần sơ tị trừ thú họa hữu sao hiền, tội nhân thủ hỏa miễn tiên thực, phục khi họa quái âm dương tiền. Là ai? Là ai? Là ai? Là ai dám đạo ra? Tiên cầu bí ẩn. Na Thành ba tuần phong ấn chi địa, hử, không ấn nước rồi. Ha ha ha, Tây hiển Tam Thánh ở đâu? Ba tuần ta thề sẽ diệt Thánh Môn. Ba tuần, đừng hòng tạo ác ở nhân gian. Đúng vậy, còn không mau thúc thủ chịu trói đi, hử. Nếu Tam Thánh tử trận, vẫn còn có Thánh tử tới xử lý ngươi. Vậy sao? Ha ha ha, vậy ta sẽ diệt Thánh tử trước, rồi diệt Thánh Môn. Là ta Thánh ba tuần hiện thế, bố trận. Tin thấy rồi, công tử ở đó công, ba tuần, đừng hòng hại người vô tội. Sức lực còn con, không nhầm nhỏ gì. Diệp công tử, tiểu nữ tử Tống Nhu Nhi. Tống Nhu Nhi, mình nghe nhầm sao, con tưởng cô ta lại đuổi tới. Lão bản, của này bao nhiêu tiền một cân? Ấy, tệ không sư phụ, đang khiêu vũ sao? Phải giãn cơ trước khi khiêu vũ, nếu không sẽ bị thương. Đây là, mai phải như ta này, giãn cơ. Đây là cổ du gia kinh, ngay ấy là thánh tử cổ du gia kinh ta biết rồi đa tạ thánh tử chỉ bảo không không thể nào ta không thể thua hắn khiêu vũ còn có thắng thua sao không phải chứ không phải chứ người không chịu thua nổi ứ nếu người cả thua cũng không nhận thua được vậy mới là thua thật sự ba tuần đa tạ tiên sinh chỉ giáo lại là một ngày giúp đỡ người làm niềm vui cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi như nhi muốn cả cho công tử lấy thân báo đáp đại cô nương của dị giới này quả bám dính rồi ta chịu không nổi Phụt, Đông Phương, một kích toàn lực của luyện thần cảnh, ngươi phải đỡ đấy. Tam tuyệt lão nhân, bí thiên hoa, đại năng luyện thần cảnh, một kích vân sơn hóa hải, ta đỡ thế nào đây? Đại Mao, đừng chạy lung tung, đã đá cô ta rồi, đó không phải là đường về nhà. Ai đấy, ném đồ vào ta quá đáng thế có phải là ông ném ta đúng không? Người tiểu tử này không có tu vi, tuyệt đối không chịu được một kích toàn lực của luyện thần cảnh ta, chẳng lẽ? Một bó tuổi rồi còn ném đồ lung tung, cho dù không ném chúng ta thì cũng sẽ ném chúng hoa cỏ thì phải làm sao? Ờ, chiếc nhẫn này, chẳng lẽ là... Công tử, có thể cho ta mượn xem thượng cổ linh khí của ngài không? Diệp công tử, sao cô ta lại đuổi tới rồi? Linh khí gì chứ? Người muốn thì tặng ngươi, ta đi trước đây. Công tử! Ấy, đây là đâu? Sao chúng ta lại tới đây? nơi này linh khí vận chuyển ám hợp càn tam giao chi quái từ xưa chỉ có một người nắm giữ được pháp này nghe xem là âm nhạc của đại chu chắc hẳn là bí cảnh hoàng triều thượng cổ rồi bí cảnh hoàng triều nghe có vẻ rất lợi hại truyền thuyết kể rằng khi chu hoàng qua đời đã giấu tất cả kho báu của mình vào bí cảnh nói trước tìm được kho báu thì chia một chín ta chín hai người một dựa vào cái gì ngươi chỉ là phàm nhân ngươi nói xem dựa vào cái gì lao bà chẳng lẽ ông không phải là phạm nhân sao lao bà cái gì phải gọi là tiền bối công tử độc tử của thần thiên hoa chết thảm tuy chuyện đã qua nhiều năm nhưng công tử nếu cần thì phần của ta đều cho công tử hóa ra là một lão nhân cô độc được thôi cứ chia vậy đi đại năng bí cảnh đều có trận pháp đừng có xông loạn động loạn vậy lão tiền bối mời ngày trước Nơi này có kết giới, đều lui ra sau cửa, đừng cản trở. Thành tựu trận pháp của Thẩm Thiên Hoa đang ở đỉnh cao, nổi tiếng với Tam Đại tuyệt kỹ phá kỳ vân bị cảnh trận, biệt danh là Tam tuyệt lão nhân. Ơ, à, trộm mộ chuyên nghiệp, gọi một câu tiền bồi cũng không thiệt. Tiền bồi như vậy cũng được sao? Đương nhiên, chỉ cần đi theo dấu chân của ta sẽ có thể bình an tiến vào. Không ổn.